Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Tất cả mọi nhu cầu về mua sắm cũng như là tư vấn, các anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua một trong hai số hotline, đó là 0963889192 và 0965503357, hoặc có thể đến tại địa chỉ số nhà 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm trực tiếp những sản phẩm các anh em lựa chọn mà cần chúng em tư vấn lên cấu hình combo karaoke cũng vậy. Ở video ngày hôm nay thì bên công ty Zika chúng em lên sóng với một con Super Bass 40 của Martin. Với dòng này thì các anh em cũng không lạ lẫm gì rồi, form dáng cũng như là cái model của nó thì các anh em biết ạ, M1008 của Martin Bass 40 dòng Super Hầm. Chúng ta có thể thấy ngay đằng trước một lỗ thông hơi này và một cái lỗ hút vào. Nó là dòng Super Hầm mà, nên ở trong thì nó con bass nó nằm ở bên trong, được thiết kế đầy đủ tất cả các cộng hưởng để tạo được cho nó có một cái chất âm vô cùng uy lực mạnh mẽ. Với cái khuôn dáng kích thước màu đen này, kích thước khá là to, đồ sộ, khỏe mạnh, phải nói là nó dạng là khỏe mạnh, cơ bắp lực sĩ như Lý Đức đấy. Hai tay nắm hai bên để chúng ta có thể vận dịch chuyển. Con này có thể kết hợp đánh được cả ngoài trời nhé. Con này là nó có đường đánh súp hơi điện, đường đánh súp hơi và điện. Hiện tại em đang đánh điện, nó là dòng bán điện và hơi, và cái công suất của nó đánh ra hiện nay đạt được cái mức là 700W, thì các em có thể kết hợp đánh được cả sự kiện đám cưới về đánh hơi. Và sau đây thì các anh em chúng ta thử đeo tai nghe vào để nghe, để trải nghiệm cái đoạn nhạc nó sôi động bạo lực này trên con súp WeWord 40 này, con súp Martin 40.